Chào các bạn, chào các bạn đến với buổi hướng dẫn Escape 4.1 dành cho SketchUp. Bữa hôm nay là buổi thứ 25. Bữa hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm vật liệu vàng trong Escape 4.1 thì như thế nào. Ở đây thì mình làm ví dụ cho các bạn 4 mẫu vàng bề mặt trơn nhẵn, vàng bề mặt xước, vàng bề mặt với một cái map xước khác kiểu như bất kỳ đó, và cuối cùng là vàng với bề mặt nó gồ ghề lồi lõm. Thì về nguyên tắc nó cũng giống như inox, tương tự inox, chỉ là nó khác cái góc màu thôi, chỉ là nó khác cái góc màu thôi. Để mình kéo nó về mặc định hết nha. Kéo mặc định. Đây là một cái màu mặc định màu trắng, mình chưa làm gì hết. Để mà làm vật liệu vàng á, thì đầu tiên chúng ta phải chọn cho nó cái góc màu. Vàng á, thì bạn nên chọn cái góc màu á, đừng có sáng quá, nó nằm ở khúc giữa vàng này. Nhưng mà nó cũng đừng có nên tối quá, thì vàng nó ánh kim, nó cái tính ánh kim của nó nhiều. Sau đó bạn kéo cái roughness là về không, kéo cái metallic lên là 100%. Thì đó, vàng này tương tự nó vậy thôi. Cái màu này thì nó hơi nghẽ về màu ấy, rồi mình cho nó sáng thì mình màu vàng một xíu nhàn chanh. Bạn nên chọn cái góc nó cỡ cỡ này, đừng có tối quá. Cái góc nó vàng mà nó hơi pha giữa đỏ với vàng vàng kiểu một căng cam á. Mình thì mình hay chọn cái góc màu vàng là kiểu này, thì vàng của nó ánh kim nhiều hơn. Thì vàng á, vàng vật liệu vàng thì mình chọn hơn. Lưu ý là bạn nhớ chọn một cái góc màu nha. Góc màu vàng á nó ánh kim hơn là đồng. Đồng thì đen, màu vàng hơi sậm hơn, nhưng mà vàng thì mình thường sử dụng ở cái ngưỡng này đó, mình chọn cái ngưỡng này. Đừng có tối quá, cho nó sáng sáng một xíu, cho nó lói chó hơn, nó chó hơn. Vàng đơn giản chỉ có vậy. Như giống như nóc thôi, kéo vàng bóng là bạn kéo đôi nét về không, kéo cái metallic lên 100%. Sau đó là chọn cho nó cái góc màu. Góc màu thì thường mình chọn cái góc màu này. Bạn nhớ là chọn cái góc màu giống như mình chọn nha. Đừng cho nó sáng quá, nó sáng quá nhìn rất là gớm. Sáng quá nhìn nó nhạt lắm. Bạn cho mình cái ngưỡng này cứ giữa giữa này nè, thì mình chưa thường chọn cái ngưỡng giữa này. Thì mình kéo sậm xuống một xíu, cái này mình kéo sậm. Vàng trơn nó chỉ có vậy. Bạn muốn nó nhám á, thì bạn giảm cái này về 20 là nó thành nhám thôi. Nhưng mà vàng thông thường là mình thấy nó bóng nhiều hơn. Để làm vàng thì nên để nó bóng. Rồi, vậy là kim loại vàng trơn này nó vậy. Vàng thì mình cũng không có gì mắc bẩn nhiều lắm, tại vì thường cái vật liệu vàng trong Escape chủ yếu là mấy cái model hay là tường nhỏ nhỏ thôi, cho nên là thường là mình ít sử dụng là mắc bẩn. Mình cứ để nó trơn một màu cho nó bóng loáng luôn. Rồi bây giờ qua tới cái vàng mà có cái vân là xước đó. Nếu bạn thích thì bạn làm cái kiểu vàng này cũng được, thì cũng giống như kia thôi. Đây là cái mặc định. Sau khi bạn lót cái map xước vào thì cũng y chang vậy. Bạn cứ đưa về mặc định hết. Bạn UV cái map xong xuôi, UV cái map xước xong xuôi rồi là bạn giữ mặc định hết nha. Bạn kéo cái này về không, roughness về không, kéo cái metallic lên 100%. Sau đó là từ từ khoan hãy bơm, chúng ta chọn cho nó cái màu đi, cái góc màu đi. Chúng ta kéo nó sậm xuống một xíu. Chúng ta đưa cái chọn cho góc cái nó màu vàng, nhớ là ở giữa ngưỡng ngửa này. Cho nó sáng qua một xíu, đừng để cho nó tối quá. Nó hơi chanh nè. Nó hơi chanh, cho nó qua góc màu vàng một xíu, cho nó sáng hơn xíu nữa.
bạn làm một lần rồi bạn cứ lưu lại thôi. Cái này thì nó hơi hơi màu đồng cho nó. Cho nó sáng xíu. Vậy thôi. Anh bề mặt nó inox suốt, bề mặt giống như nó suốt thôi. Nó giống như kiểu inox á. Bạn nào thích suốt á thì có thể làm thêm cho nó suốt. Cái này cho nó 0.05. Bề mặt nó bâm nhẹ một xíu. Bề mặt nó bâm nhẹ một xíu. Mấy cái này bạn nên tạo sẵn, khi nào cần bạn lót cho bạn dùng thôi. Tại vì mỗi lần cân chỉnh màu nó tốn chút thời gian cho các bạn, cho nên bạn làm một lần. Qua mỗi công trình thì bạn kiểm tra lại cái màu, nó chưa phù hợp bạn có thể chỉnh để nó phù hợp hơn. Rồi xong. Mình thì mình hay làm như vậy. Rồi vật liệu vàng nó như vậy. Rồi tới cái vật liệu vàng, cái bề mặt tiếp theo đó là cái này thì bề mặt vàng của nó xước. Thì cái này bạn sẽ tìm một cái bộ map cho nó đó, bạn tìm một cái map màu nó có sẵn đó, bạn muốn đậm nhạt vậy đó thì bạn có thể pha thêm cho nó đậm nhạt đó, bạn cũng kéo cái này về 100, tăng cái matrix lên 100%, cho nó một chút bề mặt nó bơm nhỏ, kéo cái normal về thấp thôi. Nếu bạn nào muốn làm, quan trọng nhất là cứ kéo cái metallic lên 100%, sau đó là tăng cái độ bóng cho nó, muốn nó bóng hoàn toàn á thì giữ cái này 100%. Còn muốn mà cho nó bề mặt nó mà xước á thì tất nhiên nên để nó nhám một chút, thì bạn có thể chuyển cho nó về 85 hay 80 đều được. Thì nó mới lộ ra cái vết xước cho các bạn. Lộ vết xước cho các bạn. Còn bây giờ thì mình sẽ nói với tới cái vàng mà cái bề mặt của nó gồ ghề. Thì ở đây mình chọn cho nó một cái bề mặt gồ ghề của kim loại. Kim loại giống như vàng thỏi, nó bề mặt của nó gồ ghề. Mình sẽ sử dụng cái bơm này. Sử dụng cái bơm này. Bơm này nó cao lắm, mình để nó 50% giảm thôi. Sau đó là bạn kéo cái này về, không, kéo cái này tăng lên 100%. Rồi, nó đã ve ra dần giống như inox rồi. Bước tiếp theo là chúng ta chọn cái màu vàng cho nó. Kéo cho nó, chọn cho nó cái tông màu vàng. Rồi, kéo một sậm xuống một xíu. Rồi. Vậy thôi, là ra vàng thôi. Là ra bề vàng thỏi, ra bề mặt nó gồ ghề thôi. Nó chỉ có đơn giản vậy, vàng nó chỉ vậy. Còn muốn nhám là cứ tăng kéo cái này lên 20% là nó nhám. Còn bề mặt bóng ánh kim á, thì cứ đưa cái roughness về 0%, chọn cho nó cái góc màu vàng. Nhớ là cái góc này nha các bạn. Bạn muốn sáng xíu á, thì bạn có thể kéo cái này lên xíu, cho nó có ánh kim nhiều hơn. Còn lại á, thì muốn tối á, thì bạn ghìm cái màu vàng xuống. Nhớ là đưa cái này về 0% để mình sử dụng cái color thôi, bỏ hoàn toàn cái mask. Cái map mà mình mượn, ví dụ ở đây là cái map kim loại đó, nhưng mà mình mượn cái bề mặt bơm của nó, bề mặt normal của nó để mình sử dụng. Nếu như mình muốn tạo ra cái vàng mà bề mặt nó gồ ghề đó, bề mặt nó gồ ghề, sau khi UV cái bề mặt nó xong á thì mình chọn mình tăng hay giảm cái cường độ của nó thôi. Nhưng mà thông thường là giảm. Kim loại thì nó gồ ghề nhiều chứ còn sắt nó gồ ghề nhiều chứ còn mà vàng á, thì mình cho nó gồ ghề ít thôi. Nó giống như vàng thỏi các bạn, bề mặt của nó cũng hơi sần sùi. Hơi sần sùi. Rồi, kim loại vàng thì nó chỉ có đơn giản vậy. Nó cũng gần gần, nó tương tự như gần gần như là inox. Nhưng mà quan trọng nhất á, là bạn chọn cái góc màu. Chọn cái góc màu, nhớ là chọn cái góc màu như thế này, tầm tầm này nha các bạn, thì nó đẹp hơn. Chứ đừng có chọn những góc màu mà
nó vàng chanh quá thì nó không nên. Nó vàng chanh quá nó không nên. Ví dụ như ở đây đi, mình copy cái góc màu này. Copy góc màu này. Bỏ qua cái góc màu này. Cái góc màu à cái góc màu màu này mình pha mà. Bạn cho nó vàng xíu đó thì nó mới đẹp. Nên chọn những cái góc màu nó như vậy. Nên chọn những góc màu nó như vậy thì nó mới đẹp được. Đừng có chọn những góc màu vàng chanh nó sáng quá. Màu vàng này nhìn lên nó rất là gớm. Chọn những góc màu mà nó vàng mà cứ sầm sầm, nó pha màu tối một xíu thì nó mới đẹp được. Đẹp rồi đó, cực đẹp rồi đó. Đây là inox xước nè. Inox xước bề mặt nó xước nè. Mình giảm cái này nhớ là 0.05. Hãy tìm cho mình những cái bề mặt xước của inox, sử dụng cho vàng xước luôn là đều được. Góc màu. Rồi vật liệu vàng nó chỉ có như vậy. Bóng thì mờ đều có tùy bạn. Bóng là roughness bằng 0, mờ là 20-30%. Cứ vậy mà lựa chọn. Nhớ là cái metallic tăng lên 100%. Khi mà metallic tăng lên 100% thì cái specular bạn không tăng được nữa. Nó phản chiếu hoàn toàn bề mặt luôn rồi. Nó sẽ tắt cái tính năng specular đi. Bạn hãy làm cho mình một vài vật liệu vàng, chọn cho mình đúng cái màu mà bạn thấy đẹp, ưng ý. Ưng ý sau đó là bạn inbox ra, bạn lưu lại, sau này sử dụng chỉ có inbox hoặc là dùng thôi, đỡ mấy con phải làm tới làm lui, một lần dùng cho mãi mãi. Vàng thì chỉ có màu vàng, nó không có như inox, nó nhiều màu. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video buổi hướng dẫn làm vật liệu vàng trong Enscape 4.1. Nếu mà các bạn thấy video hay và bổ ích thì hãy đăng ký kênh ủng hộ cho mình để mình có động lực mình làm những video chia sẻ những kiến thức tiếp theo. Rồi, chào tạm biệt các bạn.